Thật là xui vì mình qua men heo cộng như sạc heo rồi, nên là cái pin dự phòng cũng không có sạc được nữa. Nhưng mà máy camera thì vẫn còn pin, có lẽ là đủ quay khoảng nửa tiếng nữa. Khoảng 25 phút nữa thôi thì có lẽ là bây giờ là mình phải chạy về, mình phải chạy về quận 4, bởi vì đi một vòng thì mình cũng đi rồi, đúng không? Nên bây giờ là mình phải đi về thôi. Và có lẽ là cái đoạn này thì mình sẽ tắt camera đi để tiết kiệm pin. Thì cái đoạn này cũng giống như cái đoạn lúc nãy mà mình chạy xuống vậy đó, và bây giờ mình chạy lên cũng vậy thôi. Đây là huyện Cần Giuộc, không lẽ là về tới Long An rồi hả ta? Không biết nữa. Là cái ụ đất mà mình nói nè, thì để mình tắt vô mình quay khoảng chừng vài phút thôi. Mình sẽ lấy camera và mình nói sơ qua ở đây. Thì mọi người thấy ở đây là một cái ụ đất, nó có tên là Long Hậu Corporation hay là LSC. Đây là cái ụ đất ngày xưa mà mình với bạn gái mình á, còn mình mới gặp cô ấy thì mình chở cô ấy ra đây lần đầu tiên 8:30 tối, hai đứa ngồi ở cái khúc này đó. Thì cô ấy thấy cỏ rất là êm, rồi sau đó thì cởi giày ra để dẫm dẫm trên cỏ đó. Rồi chẳng may có ông bán xe bán cái viên chiên chạy ngang qua, thì mình mua cái viên chiên mình với cô ấy ngồi ăn ở đây mà ngồi ngắm cảnh qua bên đây đó. Dưới đây khá là đẹp, khá là rộng nữa, đất rất là rộng luôn đó. Thì hai đứa ngồi ăn và nhìn qua phía bên cái hướng camera của mình đó. Rồi sau khi mà ăn xong thì cô ấy dẫm dây dẫm trên cỏ, và xui sao á bị đạp gai hay đạp đinh gì đó, và sau đó thì bị sưng cái chân. Mình chở cô ấy về nhà đó, chỉ vậy thôi. Thì ngày hôm nay thì mình mới lâu rồi mình không có ghé ở đây, nên là ngày hôm nay mình ghé chỗ này, mình tìm lại cái ký ức ngày xưa. Cái ụ đất thì nó cũng y chang như vậy à, cũng y chang như 3-4 năm trước gì à, 5-6 năm trước thôi, nhưng mà chỉ có người thì không có còn nữa đó. Mọi người thấy rõ chưa, mình tắt nha.